Bức tranh Bát Mã Truy Phong hay còn được gọi với cái tên tranh Mã Đáo Thành Công. Bát Mã Truy Phong chính là 8 con ngựa đang phi trong gió, đuổi gió, mang ý nghĩa sức mạnh, đoàn kết, thành đạt, thuận lợi, một khát vọng thành công. Số 8 là bát được đọc gần giống phát nên coi con số này mang lại nhiều tài vận, phát tài, phát lộc. Bức tranh Bát Mã xước giả cổ có kích thước lên tới 2m5x1m khối được làm từ đồng bằng phương pháp thủ công mỹ nghệ sẽ vừa là vật trang trí cao cấp, một món quà ý nghĩa cho gia đình, bạn bè, người thân. Bức tranh là biểu tượng của sự thành công, làm ăn phát đạt. Khi treo tranh Bát Mã Truy Phong cần chú ý sao cho hướng 8 con ngựa phi vào trong nhà với ý nghĩa mang may mắn, tài lộc vào nhà. Điều tối kỵ khi treo tranh hướng ngựa phi ra ngoài vì nó sẽ mang tài lộc của gia chủ đi. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.